Thần tài chỉ đích danh, đúng tháng 1 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Hốt chọn tiền tỷ về tay, mỏi tay ôm vàng bạc, đổi vận bất ngờ. Cùng chúc tân xuân phước vĩnh cửu, chúc trong gia quyến được an khương. Tần niên lai đáo đa phú quý, xuân đến an khang vạn thọ tường. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Lộc Phát Tử Vi xin kính chúc quý vị an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, triệu điều như mơ. Quý vị thân mến, trong xã hội ngày nay, mọi người đã đặt ra tiêu chuẩn sống quá cao. Họ đều thích theo đuổi những gì tốt nhất trong tâm trí của họ. Nhưng sự thật là khi đạt được những thứ mà họ muốn, trong lòng họ cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Chính vì vậy, để cuộc sống trở nên dễ dàng và hạnh phúc, chúng ta nên bắt đầu từ việc làm giàu từ trái tim mình. Thay vì so sánh và theo đuổi một cách mù quáng những thứ cao sang, sống đơn giản, trân quý những gì đang có, kể cả là những thứ nhỏ nhất, biết yêu thương và cho đi, cuối cùng bạn sẽ hạnh phúc cả đời. Nhắc đến đây mới nhớ, bước sang năm Giáp Thìn này, các thầy tử vi đã chỉ ra rằng trong số 12 con giáp có tuổi Ất Mão sinh năm 1975 là con giáp may mắn nhận được phúc lộc năm mới mà thần tài ban tặng. Bản mệnh sống chân thành cởi mở nên sẽ được thần tài ban lộc, may mắn, hành thông trọn vẹn suốt từ nay cho đến những ngày tháng về sau. Vậy vận trình trong tháng của quý bản mệnh tuổi Ất Mão sẽ diễn ra như thế nào? Bản mệnh cần phải làm gì để đón nhận những vận may trời ban đó? Thì ngay sau đây, hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết quý vị nhé! Tháng 1 âm lịch, tháng Giáp Tý năm 2024 gồm có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 tuổi Ất Mão âm lịch cho biết, tháng đầu tiên của năm mới là khoảng thời gian may mắn đối với bản mệnh. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và sự tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Tử vi thấy rằng tuổi Ất Mão là những người có tính tự lập, họ tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, ỷ lại và trông chờ vào bất kỳ ai. Mặc dù cuộc đời của họ gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng họ vẫn luôn nỗ lực vượt qua, về sau công thành danh toại, ý chí, công sức đều được đền đáp xứng đáng. Họ ghét cạnh tranh, cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà trong suốt cuộc đời của họ có nhiều bạn bè, các mối quan hệ đều rất tốt đẹp. Trong công việc, tuổi Ất Mão rất tận tụy và yêu thích công việc của mình đang làm. Nếu đó là công việc mà họ thích, thì họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết sức cho tới khi thành công. Người sinh năm này cũng rất giàu trí tưởng tượng, họ không thích sự tầm thường và coi trọng tính độc đáo. Tử vi cho thấy rằng tuổi Ất Mão là những người có tính cách độc lập, họ tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất kỳ ai. Mặc dù cuộc đời của họ gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn nỗ lực vượt qua, về sau công thành danh toại, ý chí, công sức được đền đáp xứng đáng. Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng đời sống tinh thần của họ luôn lạc quan, phong phú. Họ rất yêu đời. Tuổi Ất Mão rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Chính vì điều đó, cho nên tháng đầu tiên khởi đầu của một năm mới, cục diện tam hội sẽ xuất hiện, giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mà mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn. Với người làm ăn kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều tiến triển tốt đẹp. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên gặp khó khăn lại được giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc,
ăn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Ất Mão âm lịch còn cho thấy Bách Viện Chủ Đào Hoa đem tới nhiều tin vui về tình cảm cho tuổi Ất Mão thời gian này, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân. Khoảng thời gian này, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen với các đối tượng khác giới. Việc quyết định với ai hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Chi tiết 4 phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cụ thể như sau. Về sự nghiệp, người tuổi Ất Mão có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin mừng trên phương diện sự nghiệp. Trong tháng khởi đầu của một năm mới, có tam hội xuất hiện, bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Thời điểm này, bạn nên chú trọng xây dựng các mối quan hệ của mình. Nếu quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp tốt, bạn sẽ luôn được giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn. Hơn nữa, sức mạnh của sự đoàn kết cũng khiến việc lớn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu quan hệ với người lãnh đạo tốt, bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, giúp khẳng định vị thế của bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, một vài người vẫn tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán khi đứng trước những cơ hội, dường như bạn luôn lo lắng mình sẽ thất bại hoặc không đủ khả năng làm việc. Tử vi tuổi Ất Mão khuyên con giáp này cần tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn vốn là người có tài, hơn nữa lại luôn được quý nhân và bạn bè xung quanh giúp đỡ. Bạn có thể khắc phục được mọi khó khăn. Thêm vào đó, dù thất bại đi nữa, bạn cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý, giúp ích cho mai này. Khi băn khoăn do dự trước những định hướng tương lai, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự chọn hướng đi, mà hãy tâm sự, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Chắc hẳn đối phương cũng sẽ không ngại đưa ra cho bạn những gợi ý phù hợp, có giá trị tham khảo. Về tài lộc, sự nghiệp phát triển tốt đẹp cũng khiến cho tình hình kinh tế của tuổi Ất Mão có nhiều sự cải thiện. Bạn không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng giúp cho túi tiền của bạn luôn rủng rỉnh. Người làm đầu tư kinh doanh được tạo mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn, lặp đi lặp lại từ trước đó. Nếu bản mệnh dám dấn thân, dám trải nghiệm, thì dù có vấp phải vất vả một chút, bạn sẽ được thu một khoản tiền tương xứng. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí chạm tay vào cơ hội được tăng lương nhờ những công hiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng của bạn và chẳng ai lại ngại không muốn tăng lương để níu giữ một nhân viên tốt như bạn cả. Nhận được khoản tiền rủng rỉnh trong tay, bạn nhớ tiếp tục cố gắng nhé. Người có ý định khởi nghiệp trong thời điểm này không tránh khỏi tình trạng băn khoăn, lo lắng, song bạn không nên quá bi quan. Hãy lập kế hoạch rõ ràng cho từng bước của mình, đồng thời tham khảo thêm gợi ý của những người có kinh nghiệm phong phú. Rồi dần dần, bạn sẽ biết đâu là hướng đi chính xác cho mình. Về tình cảm xa đạo, có Bách Viện Chủ Đào Hoa xuất hiện, tuổi Ất Mão còn độc thân, không cần phải lo đến tình trạng đơn thân lẻ bóng trong tháng 1 âm lịch này nữa. Bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông nhờ tính cách hài hòa, cởi mở cũng như những thành tích nổi bật trong công việc của mình. Chính vì vậy mà bạn thường được mọi người xung quanh yêu mến, ngưỡng mộ. Việc được chủ động tiếp cận cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Điều bạn cần làm trong tháng này chính là tiếp tục tự tin vào chính mình, đừng ngại thể hiện những cá tính độc đáo của bản thân. Bạn cũng hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội. Có điều, dù đào hoa đến mấy, bạn cũng chớ nên trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Một khi đã quyết định tìm hiểu hoặc đến với ai, bạn nên đối xử với người đó một cách chân thành. Chỉ có tình cảm chân thành mới có thể khiến cho mối quan hệ trở nên bền vững. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại gặp phải một vài vấn đề trục trặc trong tháng này. Bách Viện không đem lại những tác động tích cực cho những ai đã có đôi, có cặp. Bạn bị làm phiền bởi nhiều đối tượng ngoài hôn nhân, vì thế cần luôn nhắc nhở bản thân chú ý giữ mình,
chớ để bản thân vướng vào những mối quan hệ trục trặc. Vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, song bạn không nên đẩy mâu thuẫn lên cao, khiến đôi bên nóng nảy, nói lời tổn thương lẫn nhau. Con giáp này cần hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện, không nên giận cá chém thớt hoặc tìm thú vui bên ngoài. Dù người ấy có điều gì khiến bạn không hài lòng thì hãy bao dung hơn. Về sức khỏe, tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Ất Mão âm lịch cho thấy bản mệnh có một sức khỏe khá tốt trong tháng này. Có lẽ những thành công trên nhiều phương diện cuộc sống khiến cho bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Bạn cảm thấy rằng mình dồi dào sức sống và có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà tham công tích việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình, chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Vì thế, việc quan trọng là giữ gìn sức khỏe, rèn luyện bản thân để chờ đợi cơ hội thích hợp. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động cho phù hợp. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cấm năng vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, đúng tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 âm lịch. Tuổi Ất Mão trong tử vi tuần này có chút may mắn hơn so với những con giáp khác. Thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa trong tuần này. Chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Túi tiền của bản mệnh chỉ đầy chứ không vơi, vì tiền bạc vào nhiều không kể xiết. Dù là dân văn phòng hay giới kinh doanh cũng sẽ có được cơ hội kiếm tiền khá lớn. Có điều trong tháng có hung tinh tiểu hao, đừng tiêu xài phung phí quá mức, kẻo phí hoài công sức kiếm tiền. Tiền bạc không phải là mối lo của tuổi Ất Mão trong tuần này. Thực thần trao cho bản mệnh những may mắn mà không phải ai cũng có được. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho con giáp này dễ dàng tìm thấy lối đi giữa ngang dọc cuộc đời, bon chen khắp lối. Công việc thì khá thuận lợi vào đầu tuần khi có chính quan hỗ trợ. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao vì những nỗ lực không ngừng nghỉ và trách nhiệm cao trong công việc. Có thể thời gian tới bạn sẽ được cấp trên trao thêm cho nhiều trọng trách để gánh vác. Tài vận sáng, bản mệnh chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định, mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ, nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Thực thần che chở, song bản mệnh đừng quá ỷ thế được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Hợi Mùi, tiểu nhân Dậu Thìn, màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng, con số may mắn 89, 54, 23. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Tuổi Ất Mão trong tuần này có đường công danh sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng thành công. Vì thế, nếu bạn có kế hoạch gì trong thời gian tới thì nên bắt đầu khởi động từ tuần này để cát khí vượng giúp cho khả năng thành công được cao hơn. Đầu tuần không phải là thời điểm tốt để con giáp này quyết định những chuyện liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể mù quáng và đưa ra những lựa chọn sai lầm, tiền mất tật mang. Thiên tài cuối tuần còn mang tới cho tuổi Ất Mão những cơ hội phát tài. Song bản mệnh cần kiên nhẫn và nỗ lực thì mới có được điều mà mình mong muốn. Từ giữa tuần cát khí khởi vượng, những chú hổ nhanh chóng đón được tài lộc về cho mình. Bản mệnh sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc quản lý tài chính, trong khi các khoản thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng nhanh chóng. Nguồn thu từ công việc chính khá ổn định, người làm công ăn lương không lo không có tiền tiêu. Song nếu tuổi Ất Mão chăm chỉ cần cù, làm thêm nghề tay trái, thì tiền bạc về tay có thể nhiều hơn gấp nhiều lần nữa. Cứ nỗ lực đi, tự dưng sẽ có người giúp bạn. Quý nhân vượng vận thì có gì đâu mà phải lo ngại. Về những bạn theo nghiệp kinh doanh thì càng về cuối tuần, tài lộc càng thêm dồi dào. Bản mệnh hãy phát huy năng lực của mình là hơn. Đừng ỷ lại vào người khác,
bởi có những lúc do sự thiếu quyết đoán sẽ khiến cho bạn đánh mất đi cơ hội kiếm tiền đáng quý. Với những người đã lập gia đình, đừng nên tranh cãi với nhau quá nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt, mà hãy tự quy định về những điều mình mong muốn, thỏa thuận để đạt được sự đồng nhất giữa hai người. Thay vì dành thời gian tranh luận, hãy tâm sự và chia sẻ với nhau những điều mà mình đang gặp phải để tăng cao độ gắn kết giữa hai người. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Tuất Dần, tiểu nhân Tý Ngọ, màu sắc may mắn xanh lá cây xám, con số may mắn 896622. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Tuổi Ất Mão sẽ có một tuần khó khăn khi là con giáp dễ mất tiền ở thời gian này. Theo dõi tử vi phương đông, bản mệnh ngay từ đầu tuần đã gặp phải sự cố khiến cho kế hoạch bạn đã ấp ủ từ lâu đổ bể chỉ trong chớp mắt. Con giáp này không dễ dàng khuất phục trước khó khăn. Chỉ tiếc rằng thử thách mà định mệnh đặt ra cho bạn ở thời điểm này là quá lớn. Bạn có thể tự trấn an bản thân mình để bình tĩnh đối mặt, nhưng không có nghĩa bạn có thể vượt qua. Nguồn thu của những chú mèo đã bị giảm thiểu đến mức đáng lo ngại. Có thể bạn sẽ phải cắt giảm chi tiêu ở mức thấp nhất để có thể đảm bảo được nhu cầu cuộc sống của mình. Kẻo tiểu nhân vẫn đang rình rập, mà bản mệnh thì có phần cố chấp, cứng đầu, chẳng chịu lùi dù chỉ một bước. Đôi khi sự lùi bước không phải là nhận thua, mà chỉ thu mình lại để tránh những tổn thất không đáng có, chờ thời cơ đến để bùng lụa. Tiếc rằng tuổi Ất Mão lại không hiểu được điều này mà cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Tiền bạc tích lũy vốn đã chẳng được bao nhiêu thì nay lại càng ngày càng ít đi. Thực ra nếu không có thu nhập mới thì tiền núi ăn không cũng có ngày hết. Bạn nên có kế hoạch dài hơi cho mình trong thời điểm mà thần tài không ở bên che chở như này. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Thìn Hợi, tiểu nhân Dậu Tý, màu sắc may mắn vàng xanh dương, con số may mắn 982306. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 âm lịch. Chúc mừng tuổi Ất Mão, thật may mắn làm sao khi tuần này vận trình của bạn đã tươi sáng trở lại. Bản mệnh có được sự hỗ trợ vô cùng tích cực từ phía thần tài. Được thần tài chỉ đường dẫn lối để không bỏ phí bất cứ cơ hội nào đến bên mình. Thời gian này là lúc mà bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của chính mình, chớ nên chần chừ do dự rồi lại đổ thứ việc riêng tư xen vào, khó lòng đảm bảo được tiến độ công việc. Ở thời điểm này, bất cứ việc làm ra tiền đều quan trọng với bản mệnh. Thế nên những chú mèo hãy phân phối thời gian hợp lý, cân đối sắp xếp công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao cho thật tốt. Làm tốt việc của chính mình, không chỉ để lấy tiền lương, tiền thưởng mà còn là để cho tương lai có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Tính phải tính đường xa, chứ chớ nên nhìn cái lợi trước mắt. Đặc biệt là ở thời điểm cuối tuần là ngày nghỉ ngơi, nhưng với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì đây là thời điểm bận rộn nhất, thu tiền về đầy tay. Có thể thời điểm dịch bệnh này, lượng người ra vào mua sắm không nhiều, nhưng nhu cầu tiêu dùng vẫn còn ở đó. Nếu bạn biết đẩy mạnh mua bán online thì có thể chấp được thời cơ mà phất lên nhanh chóng. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy để nắm bắt thị trường. Hãy tiến hành kế hoạch của mình ngay để không bị tụt hậu. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Mùi Tuất, tiểu nhân Thìn Ngọ, màu sắc may mắn tím xanh nước biển, con số may mắn 884302. Tiếp theo là chuyên mục phong thủy cải vận đầu năm dành riêng cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Theo quan niệm của người Việt từ xưa đến nay, ngày đầu năm có nhiều điều tốt đẹp thì cả năm sẽ có nhiều điều may mắn. Vì vậy, người Việt có khá nhiều quy tắc được đem áp dụng vào ngày Tết, trong đó có khá nhiều điều kiêng kỵ, cụ thể như sau. Không quét nhà ngày mùng 1 Tết. Trước Tết, nhà nào cũng đã lau dọn cửa nhà sạch sẽ, phong quang đón Tết. Vì vậy, trong ngày đầu năm, bạn không cần phải quét dọn thêm nữa. Vào ngày này, người Việt tuyệt đối không động đến cây chổi. Theo quan niệm truyền thống, quét dọn nhà cửa trong ngày này là quét hết tài lộc trong năm mới ra khỏi nhà.
không đổ rác ngày mùng 1 Tết. Tục kiêng đổ rác có nguồn gốc từ một chuyện dân gian bên Trung Quốc. Chuyện kể rằng ngày xưa có một người lái buôn được thủy thần tặng một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ khi có nàng hầu này về nhà, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến một năm, đúng ngày mùng 1 Tết, Như Nguyệt mắc lỗi bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ nên nàng tủi thân biến vào đống rác. Người lái buôn không biết mang rác đổ đi. Từ đấy ông ta trở lại nghèo khó. Không cho lựa đầu năm. Ngày đầu năm khi đi ra ngoài hoặc đi lễ chùa, bạn chớ nên quên mang theo diêm hay bật lửa. Bởi lúc này cần dùng lửa mà không có, bạn đi xin cũng không ai cho. Vì lửa đỏ tượng trưng cho may mắn. Cho lửa đầu năm chẳng khác nào đem may mắn của mình đi cho người khác. Không cho nước đầu năm. Nước, lửa là hai nguyên tố trong ngũ hành, có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt thường ngày và lao động sản xuất của con người. Cũng như lửa, nước được coi là một trong những nguồn phát sinh tài lộc. Chẳng thế mà dân gian có câu, tiền vào như nước. Đầu năm cho nước cũng coi như mất lộc. Xưa kia khi nước còn phải gánh từ ao, hồ hoặc hứng ở trong chum, vại. Thường ngày cuối năm, nhà nào cũng lo đổ đầy nước vào các vật chứa. Từ trong tâm thức của người Việt, hình ảnh nước đầy ấm áp giống như một điểm may, hứa hẹn năm mới sẽ dễ làm ăn, sinh sống, cửa nhà mát mẻ. Không làm đổ vỡ đồ dùng. Người Việt rất kỵ làm vỡ bát đĩa, ấm chén trong ngày đầu năm, vì đổ vỡ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa, là tín hiệu không thuận lợi của các mối quan hệ. Tuy vậy đôi khi, việc làm vỡ bát đĩa vẫn xảy ra trong ngày Tết. Khi đó người ta lại có cách trấn an để người thân được yên lòng, khỏi lấn bấn trong ngày đầu năm. Tiếng bát đĩa rơi vỡ có phần giống với tiếng phát. Bát đĩa rơi vì thế được người ta lạc quan hóa, thành tín hiệu báo gia chủ sắp phát tài tới nơi. Không bất hòa ngày đầu năm. Đầu năm dù có bất đồng khó chịu với nhau tới mức nào, vì bất cứ chuyện gì, người ta vẫn cần phải giữ hòa khí, tránh cãi vã, xích mích đầu năm. Đó thực tế là một cách để tránh không khí không vui xảy ra với gia đình trong ngày Tết. Trong ngày này, để tránh không khí căng thẳng trong nhà, ngay cả trẻ con nghịch ngợm, phạm lỗi cũng sẽ dễ dàng được bỏ qua hơn, để cha mẹ không phải cáu giận, quát mắng mà trẻ cũng không khóc lóc, nhăn nhó. Không vay mượn đầu năm. Ngày đầu năm, người Việt rất kiêng kỵ việc vay mượn, kể cả cho vay hay đi vay, đòi nợ hay trả nợ. Dù là tiền bạc hay đồ vật, đi vay đầu năm là điểm báo sẽ túng thiếu cả năm. Cho vay đầu năm sẽ khiến tiền bạc phân tán, đòi nợ đầu năm dễ gây mất hòa và khiến cho người đi đòi cả năm sẽ mệt mỏi, chạy theo con nợ. Trả nợ đầu năm chẳng khác gì đem lộc ra khỏi nhà. Xưa kia các cụ ta có lệ, từ ngày 23 tháng chạp dựng cây nêu đến hết ngày mùng 7 tháng giêng hạ cây nêu. Những món nợ nần không được phép hỏi đến trong ngày Tết, ai ai cũng được yên vui hưởng Tết. Làng xóm không có chuyện to tiếng, cãi vã lúc năm hết Tết đến. Không xuất hành ngày mùng 5 Tết. Ngày mùng 5 tháng giêng âm lịch là ngày Nguyệt Kỵ, người Việt thường không xuất hành đầu năm vào ngày này. Dân gian có câu, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn lỗ, nữa là đi buôn. Người Việt tin rằng mùng 5 không thích hợp cho các cuộc du xuân lấy lộc. Kỵ tăng tóc ngày mùng 1 Tết. Tết Nguyên Đán là ngày vui của toàn dân tộc. Xưa có lẽ gia đình gặp chuyện tang tóc được phép cất khăn tang trong 3 ngày Tết. Có lẽ để tránh cho hàng xóm láng giềng ra vào khỏi phải nhìn thấy cảnh buồn thương ngay ngày đầu năm. Nhà có bụi, có tang, kiêng đi chúc Tết. Ngược lại, họ hàng làng xóm thường chủ động đến chúc Tết gia đình có bụi. Trường hợp gia đình có người qua đời vào ngày 30 tháng chạp mà có thể lo liệu kịp thì thường tiến hành việc hiếu ngay trong hôm đó, kiêng để sang ngày mùng 1 năm sau. Trường hợp có người thân qua đời đúng ngày mùng 1 Tết thì cũng chưa phát tang ngay, mà để đến sang mùng 2 mới làm lễ phát tang. Không ăn món xôi. Đầu năm, người Việt không bao giờ ăn thịt chó, cá mè, thịt vịt, bởi quan niệm đây là những món ăn không tốt lành, thường chỉ ăn vào cuối năm, cuối tháng để giải đen. Kiêng mua đồ xôi.
Dân gian có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Mua gì vào đầu năm cũng là một việc rất quan trọng, bởi nó là món hàng đầu tiên gia chủ mang về nhà. Món hàng mua đầu năm được coi là mua để lấy hên, lấy lộc, bởi của mua là của được. Món hàng này mang nhiều ý nghĩa tâm linh hơn thực dụng. Đầu năm kiêng mua dao, thớt, chày, gối. Người ta hay mua muối ngay sáng sớm mùng 1, với hàm ý cả năm đậm đà, ý vị. Câu nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi có rất nhiều cách hiểu. Muối đã nói ở trên, về vôi. Khi xưa, vôi thường được sử dụng để xây nhà cửa, ăn trầu và giải bốn góc tường nhà ngày cuối năm để xua đuổi tà ma. Cũng có một cách giải thích khác là cuối năm mua vôi về để tiếp cho ông bình vôi. Hy vọng với những thông tin ở trên sẽ hữu ích với quý vị trong dịp Tết đến xuân về này. Và ở phần cuối của chương trình là chuyên mục Cảm ngộ nhân sinh. Quý vị hãy cùng lắng nghe nhé! Bất cứ ai cũng được cha mẹ sinh ra và nuôi lớn, nhưng cha mẹ không phải lúc nào cũng là người hoàn mỹ như ta mong muốn. Họ cũng có khuyết điểm này hay vấn đề kia, mà những vấn đề đó đều sẽ trở thành cái cớ để nhiều người không hiếu thuận với cha mẹ của mình. Ví dụ có những bậc cha mẹ nóng tính, có cha mẹ thiên vị giữa các con, có người nghèo khó, lạc hậu, có người ốm đau, hay cũng có cha mẹ già yếu, đầu óc không còn minh mẫn, không còn điều khiển được hành vi của bản thân, đại tiểu tiện không kiểm soát, tính tình cằn nhằn. Thế nhưng, phận làm con cần ghi nhớ rằng, cha mẹ chính là bài học tu dưỡng đầu tiên của chúng ta. Mỗi người làm con đều phải từ chính người thân sinh ra mình, học cách có lòng bao dung cha mẹ, yêu thương cha mẹ. Cho dù cha mẹ có như thế nào, con cái đều phải thương yêu, hiếu kính và tôn trọng họ. Một người đến cả cha mẹ mình mà còn không có lòng bao dung thì chắc chắn đó là một kẻ tiểu nhân, so đo tính toán, hẹp hòi chi ly trong mọi chuyện. Không có lòng bao dung cha mẹ, sao có thể làm được việc lớn? Như vậy thì nói gì đến bao dung được cả thiên hạ? Cho nên thời xưa, khi hoàng đế tuyển chọn quan viên đều lựa chọn những người coi trọng chữ hiếu. Người xưa có câu, bất thiện hiếu vi tiên. Điều thiện có rất nhiều, nhưng không có gì sánh bằng chữ hiếu, cũng chính là vì như thế. Khi lựa chọn bạn đời, cách người đó thể hiện chữ hiếu chính là tiêu chuẩn hàng đầu để cân nhắc. Phụ nữ chọn chồng phải xem một người đàn ông có trách nhiệm với cha mẹ mình hay không. Đàn ông chọn vợ phải xem cô ấy có hiếu thảo, có đối xử tốt với cha mẹ, thường xuyên đòi hỏi hay báo đáp cho cha mẹ mình hay không. Một người mà ngay cả cha mẹ mình còn không bao dung được, tương lai khi chung sống dưới một mái nhà, làm sao có thể bao dung được khuyết điểm của bạn hay của cha mẹ bạn? Người như vậy sống trong xã hội, nhân duyên cũng chẳng tốt là bao. Bạn có biết, những người làm cha làm mẹ, dù con cái mình sinh ra có như thế nào, sẽ đều yêu thương con, nuôi dưỡng con hết lòng, hy vọng con có tiền đồ sáng lạn, cả đời được bình an, hạnh phúc. Tuy vậy, nếu mỗi người đã làm cha làm mẹ rồi mà đến cả lòng bao dung cha mẹ của chính mình cũng không có, thường xuyên trách móc nạt nộ cha mẹ già, con của họ từ nhỏ đã nghe quen những lời không hay ho đó, đến khi chúng lớn, thử hỏi chúng lấy đâu ra một trái tim yêu thương bao la với mọi người đây. Kẻ mà không có tấm lòng rộng mở, làm việc gì hay đi đến đâu cũng đều sẽ gặp khó khăn trở ngại. Như vậy thì tiền đồ tươi sáng ở đâu ra? Rồi khi chúng lớn lên, cha mẹ chúng già đi rồi, những đứa con ấy sẽ lại nhất định so đo tính toán với cha mẹ của mình như vậy. Cho nên, làm người phải biết vẹn tròn đạo hiếu, hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Bởi vì đến cha mẹ mình mà chúng ta còn không có lòng bao dung, làm sao dung nạp được cả thiên hạ này? Những người làm cha mẹ, nếu muốn con mình có cuộc đời hạnh phúc, suôn sẻ thuận lợi, bản thân mình trước hết phải hiếu thuận với bậc sinh thành ra mình. Người ôm chí lớn muốn làm đại sự, phải bắt đầu từ việc có lòng bao dung cho cha mẹ của mình, phải dung nạp được những tính xấu của cha mẹ, nhẫn nại, tận tâm tận tụy chăm sóc cho cha mẹ của mình. Đó chính là bước đầu tiên trong việc tu tâm dưỡng tính của kẻ làm việc lớn. Cuối cùng,
Lộc Phát Tử Vi xin kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.